Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Toàn. Chào mừng các bạn đến với kênh Toàn Amigo. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình những cái clip trước rất là nhiều ha. Hôm nay thì mình xin lên anh em một số cây bát cũng tầm giá rẻ để anh em tập luyện ha. Trên tay mình đây là một cây bát Mark Asia ha. Mark Asia, cái này là thương hiệu và sản xuất made in Korea nha anh em, Hàn Quốc ha. Cây màu đen, anh em thấy cây màu đen ha. Thì body ở đây sẽ có chạy xước ha, một số cái vết chạy xước, chỉ là body bên ngoài thôi, không ảnh hưởng gì cả. Phím thì còn rất là ok ha, cần thẳng tắp luôn ha. Mình đã thay dây đặt Dario mới nè ha. Đây, dây bè bát mới nè. Còn cỡ dây bát này mới là đã tầm 200 ngàn rồi anh em ha. Rồi, cái này mình đã sai dây và setup mọi cái ok cho anh em trước khi anh em về, là chỉ là lên dây đúng và chơi thôi. Cây này tập luyện hay gì rất là ok luôn. Giá bán cho cây số 1 này là 2 triệu nha anh em. 2 triệu cho cây số 1. Mình bán là tặng kèm dây đeo ha. Anh em muốn mà lấy bao vui lòng thêm 100 ngàn. Lấy dắt 3 mét vui lòng thêm 100 ngàn giúp mình. Anh em chịu khoản mình phí ship và ship code, nhận hàng thanh toán thì phí ship anh em chịu nha. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, xong cây số 1 nha. Mình lên cây số 2. Cây số 2 đây là một dáng precision bass ha, màu trắng. Đây, anh em thấy ha, màu trắng. Thì nó sẽ có trầy nè, mặt lưng. Có trầy mặt lưng, mặt trước thì cũng có một số ha, một số miếng. Nói chung cây này là anh em ở tài chính mình không quá cao, thì mình muốn mà tập luyện bass hoặc là mình chơi văn nghệ ở nhà gì đó, gặp anh em đâu hay gì cũng rất là ok cái này ha. Quá khuyết rồi anh em thấy nè. Còn rất là ok luôn nha. Photogenic ha. Đây là cây số 2. Cây số 2 Photogenic này giá của mình bán là 1 triệu 500 ngàn thôi nè. 1 triệu 500 ngàn cho cây số 2 nha. Precision Bass. Anh em chơi mấy cái này rất là ok. Rồi. Tiếp theo là lên một dáng Zabat nha anh em. Zabat cây Shelder. Đây. Cây Shelder. Đây. Màu này giống như là màu sữa vậy ha. Màu vàng sữa vậy. Cây rất là đẹp luôn. Cây phải nói là tuyệt vời luôn nè. Mặt tiền, mặt hậu, mặt gì cũng ok hết. Mặt hẻm gì cũng ok hết ha. Phím fast như mới. Hai nè ha. Hai. Rất là đẹp. Cây này là anh em đi chơi hoặc là đi quýnh những cái show nhỏ nhỏ hay gì cũng rất là vô tư luôn. Có một con phơ nữa là chơi vivo luôn. Đẹp tuyệt vời luôn anh em. Cây này là Shelder. Cây số 3. Cây số 3 Shelder này giá cho cái màu rất là đẹp luôn, 1 triệu 900 ngàn anh em. 1 triệu 900 ngàn cho cây số 3. Rất là đẹp nha, màu này mới kiếm rất là hiếm luôn. Rồi. Mình xin lên một cây Busker Young Precision Bass màu đen anh em ha. Đây. Cây này thì ngoại hình còn rất đẹp nè. Body cũng có một số chỗ, tất nhiên là đàn qua sử dụng rồi, cái chuyện mà xước lông mèo hay gì thì ít nhiều cũng phải có anh em ha. Nhưng mà ở đây nó chỉ có 1-2 vết thôi. Chung cây này nhìn còn đẹp, phím fresh đồ hả gì còn rất là ok ha. Em thấy khóa đồ hả gì cũng rất là good luôn, sáng lan can hết ha. Ok, đây là cây Zabat, tập luyện mấy cây này cũng rất là good anh em. Đây là cây số 4 ha, giá mình bán cây số 4 là 1 triệu 600 ngàn ha. 1 triệu 600 cho cây Precision Bass cây số 4 nha anh em. Anh em tập luyện những cây này là tuyệt vời. Rồi, tiếp theo cũng là một dáng Precision Bass, đó là Photogenic. Đây, này là giống như cái cây Zabat màu hồi nãy nè. Đây, mặt sau có trầy xước anh em ha. Đây, mặt sau có trầy xước ở phần lưng. Mặt tiền thì đỡ hơn ha. Biết hoa này là chưa lột nè. Anh em thích thì về lột ha. Đây, Photogenic.
Cái này thì anh em tập luyện hay gì cũng một số anh em sinh viên hay gì đó muốn mà tìm hiểu để bát hay mua những cây này để chơi cũng rất là ok anh em ha. Đây là cây số 5, giá bán của cây số 5 này mình bán giá là 1 triệu 500 ngàn ha. 1 triệu 500 ngàn cho cây số 5, cái màu này cũng rất là đẹp ha. Rồi, ok nè. Rồi tiếp theo, đây là một cây mát AC luôn, SLB360. Đây, màu đen anh em ha, màu đen. Mấy cây này là Made in Korea nha nè, nó cũng giống như cái cây kia thôi. Đây, ở đây nó sẽ có chạy xước đây, đã thay dây đặt radio mới nè ha. Những cây này anh em tập luyện là rất là vô tư luôn ha. Ok ha, khóa kiếp rồi mọi cái ok hết. Switch này giống như được ở trên Les Paul của guitar điện vậy ha. Amp cấp volume to ngon lành thành đạo hết. Rồi cây số 6 mình xin bán với giá cây số 6 là 2 triệu nha nè. Chỉ 2 triệu, 2 triệu cho cây số 6, anh em chơi máy này rất là vô tư luôn. À, phím flash còn đẹp mà cho cây số 6. Rồi, tiếp theo là một cây dáng Precision Bass, đó là Mavic ha. Này, Mavic màu xanh bớt ha. Cây này là quay một vòng coi, không có chỗ chê luôn, quá đẹp luôn anh em ha. Cây rất là đẹp Mavic à, cần phía sau này bóng loáng luôn, mặt lưng hay gì, mặt hông, mặt góc gì, cái nào cũng ok hết anh em ha. Rồi, cây này là tập luyện quá ok luôn ha. Cây số 7, giá của cây số 7 đó là 1,8 triệu. 1,8 triệu cho cây dáng Precision Bass màu xanh bớt, đàn đẹp keng si beng luôn anh em. Ok. Rồi tiếp theo mình xin lên một cây Fernandez nha, Fernandez màu trắng. Đây, cây này là Made in Japan nha anh em, mát tem phía sau, khóa Goto, anh em coi đây, khóa Goto ha, Made in Japan. Đây là khóa rất là xịn sò ha, đây ghi chữ Made in Japan trên đây luôn, cây màu trắng tuyệt vời luôn. Cái dáng này rất là nhỏ gọn anh em ha, nhỏ gọn, nam nữ hay gì chơi cái này cũng đều ok hết. Ngựa đầu hay gì Fernandez đầy đủ hơn ha, pickup đây, thì chỉ cần ở dưới, cây rất đẹp, rất hiếm luôn. Ok, cây này là cây số 8 ha. Giá bán cây số 8 Made in Japan mình xin bán giá này là 3 triệu 500 ngàn. 3 triệu 500 ngàn cho cây Fernandez Japan nha anh em. Cây này là bảo đảm sao mọi cái hiệu lực. Chơi đồ hay gì tại gia hoặc là mấy bạn nữ đồ hay gì muốn chơi bass lấy mấy cái này cũng rất ok, tại vì nó không nặng nề như là cái dáng da bass ha. Cây còn rất là đẹp ha. Ok, phía sau lưng thì có chạy xước một số chỗ thôi nhưng mà tổng thể thì cây này còn rất là good. Cây nhìn rất là cute luôn ha. Ok nè. Rồi, tiếp theo mình xin lên một cây Photogenic ha. Đây, cây Photogenic. Đây, này là chủ trước thích dán máy này, mình không thì mình lột ra một cái thì nó sẽ chùi lên cái nó sạch thôi. Mình để anh em thích thì mình sẽ lột cho anh em này. Cây này 24 phím nha. Cái đó nó giống như cái thằng Fernandez kia vậy, lúc trước mình có hay bán mà cái này là của Photogenic thôi. Quá quyết đồ hay gì còn rất ok nha nè. Phím fresh cũng còn rất là good luôn. Đây, cây này 24 phím, đã thay dây đặt radio mới luôn nha anh em. Chơi cây này là em tập luyện cây này rất là ok. Cây số 9 này, giá của cây số 9 đó là 2 triệu 200 ngàn anh em. 2 triệu 200 ngàn cho cây 24 phím, à, thay dây đặt radio mới rồi. Một cái ok, set up ok cho anh em luôn. Này anh em đi show nhỏ đâu hay gì vô tư luôn. À,
Và cuối cùng đây là một cây Barclays, cây Barclays dáng Zabat anh em ha, Zabat màu xanh, cây body cầm ha, đúng là cầm của dáng Zabat nó sẽ khác mấy cái dáng Precision Bass hay là mình cầm cái cây Fernandez hồi nãy, nó sẽ nặng hơn nha. Cây này thì cầm Apple ha, à em cầm Apple em thấy ha. Cái này cầm Apple phía sau cầm ha, làm theo kiểu ha, rất là đẹp. Cây này tập luyện hay gì rất là good luôn em ha, dạng ra bát này. Rồi cây số 10 này mình xin bán với giá là 1.700.000, 1.700.000 cho cây số 10 anh em ha. Những cây này tập luyện rất là ok luôn. Anh em muốn lấy bao thì vui lòng thêm 100.000, anh em muốn lấy dắt vui lòng thêm mình 100.000 nữa. Chuyển khoản mình free ship trên toàn quốc ha, còn anh em chọn hình thức ship có ngân hàng thanh toán thì free ship anh em chịu. Ngoài mình bán bát ra thì mình sẽ có những cái amplifier về bát, ví dụ anh em muốn công suất nhỏ hay công suất lớn gì cũng có. Mình hiện tại bên shop mình đang có từ tầm, đối với em dành cho guitar bát đó, thì có tầm khoảng từ 10W. 10W đây là mình đang nói về cái công suất output ra nghe nè, tầm 10W cho đến là cái con kia nó khoảng cỡ 150W output là con sức lớn đó. Thì chơi biểu diễn rồi hai gì cũng được. Nếu mà anh em có nhu cầu cần về em guitar bass hay là về guitar bass gì của này thì anh em có comment vào dưới cái clip này của mình, cái nhu cầu của anh em là gì thì mình sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất có thể trong khả năng của mình thì để đáp ứng được những cái nhu cầu của anh em. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua ha. Hẹn anh em ở những clip sau sẽ có nhiều cây chất lượng hơn và sẽ có nhiều thêm nhiều lựa chọn cho anh em. Tạm biệt anh em.